Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Rất là nhiều bạn đang muốn mình tư vấn một chiếc laptop ở phân khúc khoảng dưới 20 triệu nhưng lại trang bị những tính năng cao cấp, và đặc biệt là các bạn không thích mua máy cũ, chỉ thích mua máy đồng hồ. Và hôm nay thì tớ sẽ thuận theo phiên bản của các bạn, đó là mình sẽ giới thiệu các bạn một phiên bản, đó là Dell Inspiron 7570. Và tháng trước thì tớ đã giới thiệu các bạn phiên bản 7570 chạy cả màn hình MX130 với dung lượng 4GB. Thì hôm nay sẽ chạy phiên bản đó là 940MX cũng với dung lượng 4GB nhưng được trang bị phiên bản đó là i5-8250U. Nếu như các bạn đã biết, ở phân khúc mà tầm khoảng dưới 20 triệu để trang bị những chiếc máy, ví dụ như vỏ máy bằng hợp kim nhôm này, thiết kế sang trọng mà ở phân khúc mà hoàn thiện, độ thẩm mỹ cao, thì là rất là ít máy. Mà ở đây thì tớ lại mang về còn chiếc máy này có màn hình Full HD IPS viền mỏng như này cơ. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Và những led hoàn thiện trên chiếc máy này nó cực kỳ tỉ mỉ, sang trọng, với vỏ, toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm nguyên khối và lại màu trắng như này nữa. Với trọng lượng tổng thể của nó chỉ hơn nhỉnh hơn 2kg một chút mà có thể di chuyển đi làm với thời lượng pin tương đối ok. Đây các bạn nhìn này, nhìn y hệt so với các phiên bản Dell Studio thế hệ cũ, nhưng mà bây giờ nó làm mới hơn, mỏng hơn và mạnh hơn. Trang bị chip i5-18-8250U với vi xử lý Corefire thế hệ mà được nâng cấp lên, thì nó số lượng i5 chẳng hạn nó 48 luồng, nó sẽ mạnh tương tự như phiên bản đó là i7-7500U thế hệ cũ. Và chiếc máy này có khả năng nâng cấp tối đa ra lên tận 32GB. Trang bị i5 nhưng lại có hệ thống làm mát cũng rất tốt, và nó còn nâng cấp được cả ổ cứng SSD chuẩn LVMe luôn. Với LVMe thì nó sẽ giúp các bạn tăng tốc khởi động ứng dụng rất là nhanh, và đặc biệt là chiếc máy này có khả năng nâng cấp RAM tối đa 32GB anh em ạ. Với 32GB RAM thì nói chung thì với các công việc như lập trình này, các bạn chạy những ứng dụng kiểu dạng như giả lập, các ứng dụng mà nhiều bật nhiều thứ, nhiều tab web một lúc, thì nó sẽ hữu ích cho các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì hãy cùng mình đi sâu chi tiết vào phiên bản này, mình sẽ test qua các phần mềm xem nó ngon hay không, thì các bạn sẽ thấy ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là phiên bản Dell 7570 Inspiron nó sẽ có một cái thiết kế chắc lịch và sang trọng. Các bạn thì thấy một cái lớp nhôm bên trên và một cái logo Dell được mạ chrome này. Nó chắc lắm các bạn ạ. Đây. Đây cái điểm nhấn của nó là. Đó. Các bạn thấy không? Bản lề của nó làm cũng cực kỳ sang trọng luôn. Ở đây kể những cái lát của nó này. Đây mình còn gọi là lát kết kim cương này. Nó vuốt kiểu cái led hoàn thiện tỉ mỉ của nó rất là cao. Hai hốc tản nhiệt khí nóng nó đẩy đằng sau như này. Cái thiết kế này mình thấy rất là ok luôn. Bản lề. Anh em nhìn thấy quả bản lề nó làm chắc ghê luôn. Này. To, rõ ràng, chắc mà nhìn nó cũng kiểu không quá thô. Bên dưới này. Các bạn sẽ thấy là những cái ô hở này nó sẽ hút không khí nóng vào tản đằng sau này. Cũng lan liếc cái thứ này, thông tin của máy này. Dòng Inspiron thì thực tế nó là dòng máy phổ thông, nhưng bây giờ mình thấy là Dell cũng tập trung cái led hoàn thiện nó, mình thấy cũng rất là tốt này. Còn những cái này thì mình sẽ để trên mặt phẳng, nó không bị cập kênh các bạn nhá. Mở hết những cái ốc này ra cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy nội tạng bên trong của chiếc máy nó có khả năng nâng cấp gì, thì mình sẽ mở cho các bạn xem ngay sau bây giờ. Còn bây giờ thì mình tạm thời giới thiệu những cái cổng của nó này. Đây, chúng ta sẽ có một đầu đọc thẻ SD này, cổng USB này, LAN còn nhá. Cổng LAN này còn tiện cho anh em làm văn phòng cực kỳ luôn. Mấy anh em bây giờ dùng những chiếc máy đời mới không có cổng LAN, cắm thêm cái cổng chiếu nó rất là kiểu lỉnh kỉnh, nếu mà chúng ta cắm thêm cái cổng chuyển ở bên ngoài. Mà dùng trong môi trường văn phòng bằng nội bộ giờ phải có cái này mới dùng được các bạn nhé. Cái mặt này của nó các bạn sẽ thấy này, đó. Cái này thì nó sẽ có cái khe hở như này, chúng ta sẽ thò tay vào đây, mở này. Bản lề này chặt phết các bạn ạ, nó hơi chặt đấy. Đấy, nên mở mình cũng phải mở từ từ. Ở bên này thì sẽ có cổng sạc này, chân tròn này, USB Type-C này để chúng ta kết nối ra tín hiệu âm thanh và hình ảnh siêu LED này, HDMI này, hai cổng USB này, full mic được tích hợp chuẩn 3.5. Còn bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy này ra để xem nó có thể nâng cấp được những gì, thì mình báo luôn cho anh em nhé. Đầu tiên thì anh em sẽ hỏi là CPU của nó ở đâu, thì đây là cái CPU của nó này. Nó dán trực tiếp trên bo mạch như này, chúng ta sẽ không nâng cấp được, chính vì thế chúng ta sẽ chọn i5 hay i7 ngay từ ban đầu. Cặp màn hình nó cũng vậy này. Và đây là hai khe cắm RAM thì hoàn toàn chúng ta có thể nâng cấp được. Chuẩn RAM DDR4 chính thế, con này maximum là 32GB này. SSD các bạn hỏi ở đâu thì nó là ở đây. Đây chúng ta cắm này. Đây là dạng chuẩn HDMI, còn đây là cái ổ cứng truyền thống 1TB của nó đây. Pin của nó đây. Và đây là cái Wi-Fi AC. Đấy này là hai, đây là hai cái loa của nó này. Loa dạng to như này thì chúng ta nghe sẽ rất là hay. Đây là cái mẫu máy mới nhất của Dell, thì anh em có thể nhìn thấy chim ngưỡng linh kiện của nó bên trong. Con này thì lại chỉ có một quạt tản nhiệt như này. Chính vì thế thì mình cũng sẽ xếp con này vào bi-zip doanh nhân thôi. Nếu mà những dòng chuyên nghiệp thì nó sẽ dày và nó phải lắp hai quạt.
Còn cặp màn hình này thì nó chỉ hỗ trợ anh em tầm trung, chủ yếu là giải trí và làm đồ họa tầm trung thôi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ thấy tên của máy đây là Imperion 7570 này. Chúng ta sẽ có con cấu hình của nó là i5-8250U 1.6 và 8CPU các bạn nhé. RAM đang sử dụng trên máy là 8GB. Các bạn sẽ thấy là con card đồ họa on đang sử dụng trên máy đó là UHD Graphics 620 này. Độ phân giải của màn hình là Full HD 1920x1080 60Hz các bạn nhé. Còn cặp màn hình đang sử dụng trên máy đó là Nvidia GeForce 940MX với dung lượng 4GB này. Các bạn chú ý dòng này nó có cả dòng card của nó đó là MX130 với dung lượng 4GB nữa các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn có thể nhìn thấy kỹ ở đây đó là con chip 8250U này. Phiên bản i7 của nó là 8550U, i7 bán hơn 20 thì hơi cao. Mà phiên bản này thì không phải ai có dùng đồ họa, cũng không phải ai có tiền mua i7. Thôi mua i5 dùng cũng là ngon rồi anh em ạ. Bộ loa 8 luồng này, đó, và cái cặp màn hình đang sử dụng trên máy đó là GeForce 940MX này. Với CPU i5 bộ loa 8 luồng thì nó vẫn có khả năng xử lý 3D. Các bạn thấy là một bức ảnh 3D mình xử lý những cái thời gian chúng ta xử lý nó sẽ dài hơn rất nhiều so với những dòng chip chẳng hạn là chip H. Con hát thì nó khỏe rồi, nó chạy nhanh lắm các bạn ạ. Sức mạnh của i5 như này thì nó, mình nghĩ nó sẽ tương đương mất khoảng 50% hoặc không được 50%, hơn 40% một chút so với con i7 nó là 8750H. Nếu các bạn sử dụng ở trong công việc đồ họa cũng như các bạn sử dụng các phần mềm tính toán thì con CPU kia nó khỏe hơn. Nhưng đổi lại một con CPU i5 chip tiết kiệm điện thì chiếc máy của chúng ta nó sẽ tối ưu giá thành hơn này, mát hơn này, đó. Và hiệu năng tiêu thụ điện năng nó cũng thấp hơn, thời lượng pin sẽ kéo dài hơn. Đấy, mình đoán ngay mà, úi dồi, tính ra vãi trưởng, tính ra là nó mạnh hơn, nó mạnh, nó chỉ yếu hơn khoảng 40% so với con i7-8750H, tính ra con CPU này cũng khá là ngon. Anh cầm màn hình này. Các bạn chú ý đi, với cặp màn hình của nó là GeForce 940MX thì đây là con card gọi là phổ thông thôi, để dùng các công việc đồ họa cơ bản thôi, nó cũng không phải khỏe. Nhưng nó sẽ giúp các bạn chiến những cái tựa game này cũng như các phần mềm đồ họa có cả màn hình thì nó sẽ hơn máy dùng cả đồ họa on rất là nhiều. Đấy, mức FPS vẫn chạy được ở mức hơn 60. Và nhiệt độ của CPU các bạn thấy là 82 độ và GPU mát hơn 70 độ. Với cả màn hình và cấu hình như này thì các bạn có thể sử dụng như là Photoshop, AutoCAD hay thậm chí có thể dùng để Adobe Premiere để dựng. Nhưng mà các bạn lưu ý để dòng này thì nó chậm hơn so với những dòng chuyên nghiệp. Đấy, các bạn thấy là những cái hoạt động kỹ xảo nó vẫn chạy được. Điểm số của nó là 66,64 FPS các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đang test một đoạn video 4K của chiếc máy Dell Imperium 7570. Nói thật sự với các bạn, với dòng CPU đời 8 thì kể cả chiếc màn hình Full HD nó có thể xử lý những cái đoạn video 4K rất nét luôn. Các bạn thấy là độ sáng của màn hình thì chiếc màn hình này thì độ sáng chỉ ở mức trung bình thôi, đó là 250 nit trên 1m². Thực tế mà nói đây không phải là độ sáng xuất sắc của một chiếc máy giải trí. Nhưng đây vẫn dù gì vẫn là có một cái màn hình như này cũng được gọi là chấp nhận được. Tỷ lệ phủ màu của màn hình thì nó đạt là 60% sRGB và 38% Adobe RGB. Nói chung là chiếc màn hình này mình đánh giá chỉ ở mức trung bình thôi các bạn ạ, không phải là một chiếc màn hình có tỷ lệ phủ màu cao. Ví dụ như các bạn làm đồ họa hiện nay thì thường sẽ có tỷ lệ phủ màu ít nhất là khoảng 72% thì nó sẽ trung thực, sắc nét, sáng, trong. Còn với một chiếc màn hình như này chỉ là vừa đủ dùng cho các bạn thôi các bạn nhé. Được cái là màn hình này mặc dù là màn hình gương nhưng mà khi chúng ta nhìn vào đây thì mình thấy cái tỷ lệ tương phản của nó khá là tốt. Nhưng mà khi chúng ta tắt màn đi thì cái nhược điểm của cái màn hình gương này đó là nó sẽ tương phản cái hình ảnh phản chiếu của chúng ta. Chiếc máy được trang bị công nghệ âm thanh Westmark Audio nên nó sẽ cho cái âm thanh âm bát của chúng ta khá tốt, to, rõ ràng. Các bạn có thể thấy là âm thanh của chiếc máy rất to đúng không ạ? Với Westmark Audio thì nó cho âm thanh trong cái phòng 25m² của mình không cần phải cắm thêm một chiếc loa ngoài. Nghe cũng khá to, rõ ràng và nghe cũng tương đối là hay. Vâng thưa các bạn, một chiếc máy thì không thể không chơi game. Bởi vì bản thân mình thì nó thực sự một ngày làm việc cũng mệt mỏi. Và thời gian rảnh thì mình hay chơi những cái tựa game mà mình yêu thích. Ở đây mình đang test cái tựa game mà chơi nhiều nhất Việt Nam bây giờ, đó là Liên Minh Huyền Thoại. Với cấu hình đó là i7-8550U, RAM 8GB và cặp màn hình rời đó là MX130 với dung lượng 4GB. Mình đang để đổ bóng cũng như mọi cái cài đặt này để ở chế độ cao nhất.
Đây, các bạn thấy là bây giờ quái nó lên nha các bạn nhé. Với mức FPS trung bình chúng ta nhận được khoảng trên 100, một mức FPS cực kỳ tốt, và nhiệt độ của CPU chúng ta chơi game thì nó lên 80 độ, GPU 70 độ. Và âm thanh thì mình đang để ở mức bé, còn mở maximum nên nghe nó to lắm các bạn ạ. Thực tế mà nói thì cấu hình này thì anh em sẽ hỏi là có chơi được những cái tựa game nặng hay không, thì mình trả lời luôn anh em là không chơi được anh em nhé. Nó chỉ chơi được các tựa game 2D có cấu hình ở bình thường thôi. Còn nếu mà chơi các tựa game mà yêu cầu cấu hình cao, chẳng hạn như PUBG bản PC, thì chiếc máy nó sẽ không đáp ứng được. Còn những cái tựa game 2D hoặc là những cái tựa game mà kiểu dạng như Liên Minh Huyền Thoại, là FIFA, Đột Kích, Đế Chế Online chẳng hạn, các bạn chơi thoải mái, đặc biệt là bắn offline chiếc máy này thì đừng hỏi bố cháu là ai, chơi rất ngon lành. Vâng, thưa các bạn, tính năng cực kỳ hay trên chiếc máy này đó là máy được trang bị một cái màn hình cảm ứng đa điểm. Các bạn thấy này, nó sẽ hoạt động y hệt giống như chiếc màn hình iPhone hay iPad các bạn đang sử dụng, rất là nhạy. Đây có lẽ là tin rất hot này, tập đoàn Vingroup đã chính thức tham gia, đó là vận cảng hàng không, lấn sân sang hàng không. Sao cái tập đoàn này cái gì cũng làm vậy. Các bạn thấy là nó zoom này. Cái này mà mấy bạn mà kiểu sáng tác tranh điện tử mà sử dụng cái màn hình này thì nó rất là tiện đấy các bạn ạ. Rất nhạy. Các bạn ơi, sau khi mình trên tay phiên bản Dell Inspiron 7570 thì mình sẽ đánh giá như này. Nếu mà để nói về thiết kế với cái hợp kim nhôm, với thiết kế cái vật liệu sang trọng cao cấp, với cái LED hoàn thiện tỉ mỉ, thì đây là một chiếc máy mình đánh giá ở phân khúc tốt nhất trong phân khúc, đó là dưới 20 triệu. Máy được trang bị cấu hình đó là i5-8250U và trang bị cặp đồ họa rơi. Ở đây các bạn có thể thấy đó là 940MX với dung lượng 4GB. Nó sẽ hỗ trợ các bạn công việc đồ họa cơ bản cũng như chơi game tập trung thì chiếc máy nó sẽ đáp ứng được. Ưu điểm của máy đó là thiết kế đẹp này, loa hay này, có khả năng cấp RAM cũng như ổ cứng SSD NVMe. Nó sẽ tối ưu cho các công việc các bạn làm công việc văn phòng này, đồ họa cơ bản này, thích chơi game này, lập trình này. Nói chung đây là một chiếc máy khá ổn trong cái phân khúc hơn 20 triệu. Trọng lượng máy thì cũng không quá nặng với thiết kế sang. Màn hình này thì mình đánh giá là nó đẹp. Nhắc lại các bạn thì phiên bản được trang bị bản đó là Windows bản quyền với cái một cái lớp kính màn hình cảm ứng như này, sẽ rất tiện dụng cho các bạn và check các thông tin này các bạn sử dụng để vẽ tranh chẳng hạn. Thì đây là một cái màn hình khá là ok. Lưu ý với các bạn thì việc kể cả máy nó có một cái cấu hình như này thì so sánh với các máy mà cùng phân khúc ấy, thì đây là một chiếc máy tính ra giá bán cũng không phải là rẻ đâu, bởi vì nó định hình ở phân khúc đó là cao cấp. Nếu như các bạn sẽ so sánh với những chiếc máy gaming chẳng hạn thì gaming thì nếu thiết kế thường là vỏ nhựa này, và nếu mà để build chắc như con này thì không có đâu. Nhưng gaming thì trang bị cái cấu hình nó sẽ cao cấp hơn cũng như cảm hình rời nó mạnh hơn, nên các bạn mua máy các bạn cũng phải tính toán. Thì chiếc máy này thực tế với giá bán nó như này, nhưng cái công việc thì nó chỉ làm tốt cái công việc vừa rồi mình giới thiệu các bạn thôi. Thực tế thì với cái cấu hình như này thì nó chỉ đáp ứng cái công việc vừa rồi mình nói thôi. Còn đối với các bạn mà chơi game chuyên nghiệp mà các bạn dùng để render hoặc là những cái công việc kỹ thuật thì chiếc máy có thể nó sẽ không đáp ứng được. Các bạn chú ý nhá, mặc dù là máy được trang bị vỏ nhôm này với màn hình như này, nếu các bạn dùng mà không cẩn thận các bạn làm rơi vỡ thì chúng ta phải thay thế cái màn hình này rất là đắt, bởi vì đây nó là màn hình gương cao cấp. Thực tế mà nói thì nói thẳng với các bạn, với cái cấu hình như này thì nó chỉ đáp ứng cái công việc vừa rồi mình nói thôi. Còn riêng với anh em chơi game và làm đồ họa chuyên nghiệp thì chiếc máy nó sẽ không phù hợp, bởi vì với chiếc U nó là xung nhịp chip tiết kiệm điện và cạc đồ họa này có 4GB thật, nhưng đây nó là một con cạc đồ họa chỉ hỗ trợ cơ bản thôi, nó không phải là khỏe, nên các bạn mua máy cũng phải định hình luôn. Còn chú ý thì đây là một chiếc máy hợp kim nhôm, để các bạn không may làm rơi này, các bạn làm vỡ này này, chi phí thay thế nâng cấp nó rất là đắt, nên các bạn phải chú ý sử dụng chiếc máy này thì cũng phải là cẩn thận và biết cách dùng, tránh va đập các bạn nhé. Thời lượng pin của chiếc máy test thực tế thì nó sẽ dùng được khoảng 3 tiếng, còn nếu các bạn để đổ sáng màn hình mình cho là khoảng tầm 50% đi và sử dụng các phần mềm cơ bản trên máy thì nó sẽ trụ được khoảng 4 giờ. Nhưng tóm lại thì đây là một cái thời lượng pin đủ dùng cho mọi người thôi các bạn ạ. Chiếc máy có một cái bàn phím của nó thì mình thấy ở đây cái hành trình bàn phím, các bạn thấy này, nó có LED phím màu trắng, gõ cũng rất là sướng. Cái màn hình nó có thể như này, nó có thể gập như này, các bạn chú ý thì nó chỉ gập như này, không nhất là không gập ngửa ra sau đâu. Bàn phím của chiếc máy thì gõ rất là êm, rất là sướng, nhưng mà hơi tiếc một chút bởi vì nó lại không có bàn phím phụ, bởi vì cái những phần chờ này các bạn có thể thấy nó làm cũng hơi rộng. Nhưng được cái bấm phím như này này, các bạn làm văn phòng thì đây là một cái bàn phím thì mình thấy là cũng khá là ok. Giá như nó có thêm bàn phím phụ thì cũng ok, nhưng mà đây nó tối ưu một phiên màn hình mỏng, kích thước cái máy nó chỉ như này thôi. Chuột máy dùng bấm cũng sướng, cũng sang phết đấy các bạn ạ. Một tính năng khá là cao cấp trên chiếc máy này mình phải nhắc các bạn, đó là tính năng nhận diện khuôn mặt. Nó có camera IR. Các phiên bản cao ở Việt Nam thì thứ nhất là không có màn hình cảm ứng này, nó chỉ có một cam thôi. Con này thì cao cấp bởi vì mình đặt từ Mỹ về mà. Hai camera thì giúp các bạn dùng sử dụng camera IR, nó sẽ quét khuôn mặt của chúng ta. Tính ra là nó sẽ thay cái bảo mật vân tay và nó sẽ nhanh hơn, là chúng ta chỉ cần ngó cái mặt này vào là chiếc máy nó sẽ tự động mở ra, kiểu như mình đấy chưa là Vương ơi mở máy ra, nó sẽ mở ra bình thường.
Đây là tính năng mà bảo mật cực kỳ tốt đối với các bạn mà dùng văn phòng để dùng sử dụng tính năng này, mình thấy là rất là hay. Ngoài bảo mật camera IR, người ta gọi là Win Hero trên Windows, còn nó sẽ không có bảo mật vân tay, sẽ có bảo mật thêm một lớp nữa là bảo mật mật khẩu. Thì mình thấy là các bạn có thể sử dụng song song cả hai các bạn nhé. Còn tiện thì mình bây giờ mình hay cài kiểu nhận diện khuôn mặt này, nó sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu tư vấn và đánh giá phiên bản Dell Inspiron 7570 của mình xin đây là khép lại. Và đây với mình là một sản phẩm hoàn thiện rất là cao, sử dụng văn phòng, đồ họa cơ bản, chơi game nhẹ nhàng là ok các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn chiêm ngưỡng sản phẩm thì có thể qua cửa hàng 304 Thái Hà để chiêm ngưỡng sản phẩm. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.